À, xin mời cô ngồi. Dạ, chào cô. Mẹ. Chào chị. Thôi, bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời cô. Chào MC Hoàng Linh. Dạ. Cô tên là Quỳnh Thị Lộc, năm nay 56 tuổi. Hiện cô đang ngủ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cô ở nhà làm nội trợ. Dạ, chào chú Hiền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, năm nay em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là chuyên viên nhân sự. Mình em... làm dâu được bao lâu rồi? Làm dâu với mẹ gần tới nay chắc khoảng được nửa năm á chị. À, mới đây, mới hả cô nửa hả? Năm. Mới. Mới. Cô, nhưng mà khi mà cô gặp con dâu của mình lần đầu tiên đó, cái gì mà đập vào mắt cô mà cô phải nghĩ là phải cưới liền? Lúc mà mới tới chưa là chơi là cô chưa có ý nghĩ là cưới đâu. À, tại vì cô thấy cô dâu này còn nhỏ, nhỏ hơn con mấy tuổi lận. Về nhà cô chơi lần đầu tiên là cái lần đó đám giỗ. Thì cô thấy cũng được, coi như là cũng xông xáo vô, phụ làm việc này việc kia, cũng nhanh nhẹn. Thì coi như là lần đầu tiên thì cô cũng thấy hơi ấn tượng thôi. Thì đến lần đó là cô bắt đầu từ từ có cảm tình với cô dâu. Chứ mới đầu thì cô thấy cũng như là cô dâu nhỏ tuổi quá thì cô cũng ngại. Tại lúc đó mới cũng cố gắng chứng minh thôi. Bây giờ chưa biết làm sao. Trời ơi, chung nhà nữa. Cái quan trọng á là sau này á về làm dâu có giống như những giây phút ban đầu tới nóng nướng rồi xông xáo hay là làm nhiều hơn hết. Cô dâu của cô bây giờ về hả cũng xông xáo vậy đó, cũng vô bếp rồi xông xáo lắm. Biết sao không? Mới có 6 tháng à. À biết không? Thành ra mình chưa biết luôn. Mình chưa có chắc. Đây đó là cái ấn tượng đầu tiên của mẹ chồng với nàng dâu. Còn ngược lại như thế. Chị có ấn tượng gì với mẹ không? Lần đầu tiên về nhà là nói chung là tính em thì cũng hơi chu đáo á. Cũng hỏi ông xã hiện tại của em á là kể sơ sơ coi mẹ tính mẹ sao rồi. Cái thì ông xã em cũng nói là không, tính mẹ cũng bình thường, cũng dễ chịu. Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý là chắc mẹ dễ chịu không sao đâu. Nhưng mà qua thì ấn tượng lúc đó là thấy mẹ hơi dữ. Qua thấy hơi nhăn, với nói chuyện cũng hơi lớn tiếng với mọi người. Cái thì qua ôi chết rồi, chắc là hả dụ mình về cho nên là hả nói hiền hiền để cho mình mới dám qua. Chứ mà nếu mà nói dữ chắc mình không dám về. Nhưng mà vô thì cũng may là lúc đó thì mẹ cũng tạo một cái cảm giác là giống như con cháu trong nhà. Cứ đi vô cái mình làm cái gì cũng cho mình làm chứ không có cản. Với lại thì mọi người ở bên nhà thì em thấy mọi người cũng tạo điều kiện cho em hòa nhập. Nên là ngày đầu tiên thì cũng khá là suôn sẻ. Hai mẹ con là phù hợp nhau cái tính gì nhất? Về cái phương diện ăn uống á thì hai mẹ con thích làm đồ ăn lắm. Dạ. Yeah. Mà cũng may cho cô là cô gặp cô dâu cũng giống vậy luôn. Chỉ hợp ăn uống rồi hả? còn cái hợp nữa gì thích nữa? Diện lắm. Mẹ chồng cũng thích diện mà nàng dâu cũng thích diện luôn. Yeah. Vậy thì cho con hỏi là không hợp ở điểm gì cô? Chỉ có một cái là cô dâu của cô nó hơi hời hợt về cái chuyện nhà. Cô thì thật tình là cô kỹ tính lắm. Nhà cửa ngày nào cô cũng phải lao hết. Bàn thờ, tổ tiên, cô dọn dẹp sạch sẽ. Cô cúng trái cây, chân bông rồi này kia nọ cho nó đẹp. Chiều á nọ cũng vậy, thắp nhang là đúng cái giờ đó. Coi như là vui là cả nhà là coi như lúc nào cũng vậy hết. Yeah. Nhưng mà được con dâu cô về là nó chưa có để ý đến đó. Với lại cô, con dâu cô nó hay quên lắm. Cái gì cô cũng phải nhắc hết đó. Vậy đó. Là ví dụ như uống nước trên phòng, nhà ngủ phòng vậy đó, rồi xách nước rồi cho nó lên uống vậy. Nhiều khi con biết là mấy ngày vừa dọn cái chai xuống. Thậm chí nhiều khi nó đi đâu á là ông xã của cô á phải đi vô dọn lấy chai xuống. Cái ông xã nói nè, bà coi nè, bữa nay để trên đây bao nhiêu chai nước nè. Vậy đó, rồi ổng lấy xuống. Còn rồi không biết là quần áo cũng vậy nữa. Mỗi một lần mà ổng đi giặt á là ổng phải nhắc. Ông nói vậy nè, ông nói bữa nay tôi giặt đồ nha, ai có đồ dơ phải bỏ ra nha. Nói vậy giặt con dâu luôn. Giặt hết. Trời ở nhà. Ơi, ôi sướng quá vậy. Ở nhà là ông giặt hết, giặt đồ hết. Vậy sao đó. Con dâu? Tại vì ba có tính là ba dậy sớm, ba tập thể dục. Thì lúc mới bốn mấy năm giờ ba dậy, ba mang hết đồ lên, ba đổ vô máy giặt rồi. Nên là từ lúc về giờ là chỉ được cái lần đầu tiên là được giặt đồ thôi. Mấy lần sau là ba làm hết phần việc của em luôn, không còn việc để làm. Chứ không phải là em không muốn làm. Là trong nhà là em hay kêu ông xã em là anh hai, tại vì chồng em là con một. Cái là thế là ba mẹ cũng hay kêu em là chị hai. Cái sáng nào mà em chưa có dậy á, cái là nghe ở dưới ba nói
bà đi lên phòng á, bà hỏi chị hai coi hôm nay chị hai muốn ăn cái gì. Kiểu á, mẹ Lan riết cái thành thói quen, cái sáng nào á dù có dậy á em cũng chưa đi xuống, tại vì ở nhà có ba người thôi, ba mẹ thì ở dưới cứ ngại ngại á nên cứ ở trên phòng làm chuyện này là chuyện kia chứ con không xuống. Làm sáng nào mẹ cũng lên phòng mẹ gõ cửa, cũng thấy rất là kỳ. Quyền Linh biết hả, hồi lúc mà mới về đó, tối rồi ăn cơm xong xuôi rồi bỏ đó, hai vợ chồng lên ngủ, sáng hai thức dậy ông xã cô nhiều khi dọn dẹp cái chén rửa bát, có khi thì xiên thì rửa, không xiên thì bỏ thó ông xã cô rửa, rồi đồ ăn đồ chi nọ nhiều khi nó không có biết để vô tủ lạnh rồi này nọ vậy đó, thì cô phải để nhiều điều hôm nay là đỡ rồi. Mẹ em á là cứ đi chợ rồi nấu ăn em suốt, chứ mới 6 tháng, nếu mà dài thêm mấy chục năm nữa thì cái này em cũng phải xem lại. Có một cái vấn đề nữa mà cảm thấy rất là thương ba mẹ chồng của em á, là tại vì em gặp một cái biến cố là sau khi mà hai vợ chồng em đám cưới á, khoảng được nửa tháng là em phải nhập viện do là em bị điếc đột ngột một tay trái. Ủa sao vậy chị? Có thể là do công việc của em á, em nghe điện thoại hơi nhiều á, thì tới lúc mà đi khám á, mẹ em cứ ra em sợ, em nói là nhập viện rồi, ba mẹ mới cưới dâu về rồi tự nhiên vô đây nằm, rồi mọi người sẽ nói là trời ơi, nhà này chắc bả cũng xui dữ lắm nên bả lấy chúng con dâu như vậy. Ở cái tâm lý mình rất là sợ. Cái hả, em cứ ngồi đó, em không có dám gọi điện cho chồng em cũng không dám gọi điện cho ai để em báo là con nhập viện gì hết, mà em thấy giống như má chồng em khá là tâm lý. Cái mẹ hỏi con có sao không, sao cứ là im im vậy, cái không mới em nói với mẹ. Như là thấy nó bệnh thì nghe nó tội nghiệp cho nó thôi, chứ không phải là cô sợ nó bị bệnh hay là cái gì, hay là sợ những cái xung quanh gì hết, chỉ có là sợ con dâu mình lo bệnh. Mà cô thật với Hồng Linh với thầy Lộc rồi đó, giờ cô thương con dâu của cô đó, từ lúc chưa cưới về là cô đã thương rồi, chứ không phải là bây giờ cưới cô mới thương. Theo như ý cô là cô đã cưới sớm rồi, cô không để cho lâu đâu. Hồi xưa là trong quá trình mà hai đứa quen nhau, thật ra nếu mà không có ba mẹ đốc thúc vô á thì chắc tới bây giờ hai đứa cũng vẫn chưa cưới đâu. Ý là mẹ cứ nói vô, và lúc đó là thật ra thì bản thân em là người không chịu cưới. Thật ra thì lúc đó mình bị một cái tâm lý là hai gia đình không có môn đăng hộ đối lắm. Thật ra 7 năm quen nhau luôn á, ba mẹ cũng không có biết nhà em ở đâu. Tại vì em rất là ngại cái chuyện là để ba mẹ biết á, ba mẹ nhiều khi là không biết là còn cái lối nghĩ ngày xưa về cái việc môn đăng hộ đối hay không. Rồi cái tình cảm mà ba mẹ đối xử với em á, thương yêu em, không biết là có còn như là cái thời điểm đó hay không. Nên lý do tại sao em lại suy nghĩ điều đó? Lúc đó em cứ nghĩ là ba mẹ thương em là tại vì dù gì bề ngoài em cũng có công việc ổn định, em cũng ăn học đàng hoàng thì chứ thương vậy thôi. Nhưng mà nếu mà biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn hơn thì lúc đó cứ sợ ba mẹ sẽ nghĩ là em quen ông xã em hiện tại á, là vì có điều kiện này kia kia nọ, nên mình cứ rất là lo. Quen mà cứ mẹ cứ đòi là ở nhà con ở đâu để bữa nào mẹ kêu Kiệt chở qua thăm mẹ con đồ. Hồi đó thì cô chưa có biết rõ ràng, chỉ biết là con nhà con dâu bên đó, con dâu đi làm vậy thôi, chứ con trai chưa có tâm sự cho cô nghe là nhà cửa rồi sao hết. Nhưng mà đều có một cái lần đó là hai đứa giận nhau dữ dội lắm, là có thể nói là nó chỉ muốn chia tay luôn vậy đó. Lần giận nhau mấy ngày không điện thoại không gì hết, con mới nói chứ ủa con sáng giờ con có điện cho Nhung không, cái nó nói không mẹ, nó chặn điện thoại con rồi. Cái cô mới nói thôi điện Facebook đi. Cái nó nói là nó là lóc Facebook xuống luôn rồi. Mà cô thấy mắt đỏ đỏ vậy phải không? Mà thật khi Quyền Linh với Lê Lộc là cô cưng con trai của cô dữ lắm. Thành ra thấy nó vậy cái mình cũng nghe cái lòng mình nó nhói nhói vậy phải không? Cái còn biết sao lúc đó nó mới chịu chở cô đi với Quyền Linh. Qua nhà. Đi qua nhà đó. Qua nhà Lê Lộc. Nó mới nói là thôi bây giờ để con chở mẹ đi. Cái vô tới nhà cô dâu. Cô mới vô, cô nói với con dâu của cô á. Ông nói hồi đó tới bây giờ mẹ chưa có biết nhà cửa của con, mẹ chưa có biết gia cảnh của con sao đó. Nhưng bây giờ mẹ biết rồi nè, bây giờ mẹ còn thương con nhiều hơn nữa, đúng không? Chứ còn đừng có ngại. Hồi đó mẹ không biết thì mẹ thương con ít. Còn bây giờ mẹ biết được gia cảnh con rồi thì mẹ sẽ thương con nhiều hơn. Thật ra lúc đó em giận nhau là hơi dữ dội á. Tại vì quen nhau khá là lâu rồi, năm đó là năm thứ 6 rồi. Thì nhiên phát hiện ra là ông xã hiện tại của em lại giống như say nắng hẹn hò với một người khác. Lúc mà hai đứa em nói chuyện với nhau thì em vẫn nhất quyết là chia tay rồi đó. Nhưng mà tự nhiên mẹ xuống mẹ nói chuyện, cái xong rồi mẹ ôm em mà mẹ khóc rất là nhiều. Trời, mẹ nói như vậy á, trong cái lòng em cảm thấy giống như là mình mềm lòng hẳn luôn. Cái em suy nghĩ là trời, nếu mà em không lấy anh Kiệt á, để mà có được mẹ chồng như thế này á, mà em lấy người khác em sẽ rất là hối hận. Em nghĩ là trên đời sẽ không có một người mẹ chồng thứ hai mà ôm mình vào lòng mà khóc nhiều như vậy. Lúc đó là thực ra người mà cứu vãn mối quan hệ của hai đứa em lúc đó là hoàn toàn là mẹ hết.
Bây giờ mình nghe hai mẹ con nói chuyện nhiều rồi. Chúng ta sẽ xem người thứ ba muốn thay đổi gì ở mẹ chồng và nàng dâu nhé. Mình cũng muốn vợ mình thay đổi xíu mà đừng có tiết kiệm quá. Tại vì cuộc sống mình làm được thì mình thử thụ thôi, chứ đừng có gò bó mình quá. Mình nghĩ mẹ nên thay đổi cái tính mà giữ trong lòng, không hài lòng gì thì nên nói, chứ đừng có giữ trong lòng. Làm như vậy thì cái đối phương cảm thấy khó chịu, không đồng nào thì kêu là đến khi lau nhà không sạch thì cái con láo này không sạch, bữa sau nhớ lau kỹ hơn hay là gì đó, chứ đừng có giữ trong lòng. Làm như vậy thì cái đối phương cảm thấy là mình đã làm rồi mà mẹ còn làm lại nữa là mẹ không hài lòng rồi, mà mẹ không nói. Mẹ thì nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, cái đó cũng là điều tốt. Nhiều khi cũng không cần phải làm như vậy, không lâu để nhà dơ bữa hôm nay không sao. Là mà chồng em bị hay cái tính hay xài hoang lắm, cho nên là từ lúc mà quen rồi là cứ mua gì lại không cho mua. Cưới em về là thay đổi tivi hết luôn, tivi mới rồi, tranh thủ đi mua giày dép mới, đồng hồ mới rồi hết luôn. Em lại rất là tiếc. Cái sau lúc qua là hả, em nói là hay quá ha, chưa tới ngày cưới mà đã đi hả xài hoang như vậy rồi, mốt cưới về làm sao. Cái nói không, mốt cưới về anh không có xài đâu, anh biết em keo lắm cho nên giờ anh tranh thủ anh đi mua hết rồi. Rồi, cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Nãy giờ thì con trai cũng mong muốn rồi, bây giờ là em hứa với mẹ chồng điều gì? Em có một mong muốn là mẹ bớt kỹ tính lại chút xíu để cho em có thể share được công việc. Thật ra cái lý do mà em ít đi chợ nấu ăn là tại vì mẹ kỹ cái phần đó quá, đồ ăn, đồ mua, đồ về là mẹ nghĩ phải an toàn. Nên tới lúc mà em mua về mẹ cứ nghĩ không biết nó mua ở chỗ này an toàn không. Con có nói gì với con dâu? Còn ngoài thì mẹ chỉ mong con là phải sâu sắc cái công việc nhà cửa chút xíu, bếp nút nhà cửa bàn thờ rồi này kia nọ là phải cũng như là trông như hồi đó giờ con về thấy mẹ làm sao là không phải làm như vậy. Rồi hứa với mẹ đi. Dạ thì chắc con phải học hỏi mẹ, thời gian chắc con cũng không để lâu đâu, 1-2 tháng sau là con sẽ đó rồi. Thay đổi sớm nha, 1 tháng sau đôi khi cũng hơi lâu, thay đổi liền. Rồi. Cảm ơn hai mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều.